Huynh quá tha nghe, thanh án nghỉ chút xíu đi, nếu mà không ai thì mời huynh kệ 10 lần nha. Dạ, mời cô Tề Duyên. Dạ, sa thú lành thai, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thượng tọa minh hạnh, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh Trần Đông đã cho biết rõ. Dạ, tuy nhiên cũng tranh thủ hôm nào mà tự nhiên cảm thấy không ồn ào thì tự nhiên nhanh chóng và đưa tay lên kệ. Và dạ, hôm nay tự nhiên xin phong đọc kinh Pháp Cú số 370. Bằng chát chinh đề bằng chát chá hề bằng chát chút tá rít pha quá dề bằng chát sang gà tí gô kích khú ô ô gắt tình nô chí vút chát tí bằng chát chinh đề bằng chát chá hề bằng chát chút tá rít pha quá dề bằng chát sang gà tí gô kích khú ô gắt tình nô chí vút chát tí bành cha chinh đê bành cha cha hê bành cha chút ta thì pha hoa gì bành cha sang ca ti gô vĩnh khu ô ga tinh nô ti vô cha ti bánh cha chinh đê bánh cha cha hê bánh cha chúa ta thì pha hoa dê bánh cha tăng ca ti gô phịch khô ô ga tinh nô ti vô cha ti. Đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỷ kheo cắt năm trói, xính danh vượt bậc lưu. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bánh cha chinh đê, bánh cha cha hê, bánh cha chú ta kỳ pha hoa dê. Bánh cha sang ca ti gô vịnh khu ô ga tinh nô ti gô cha ti tỳ kheo cắt đứt 5 giây vượt qua 5 ải bủa vây lối về tấn tu 5 pháp bồ đề vượt cơn lũ lớn dòng mê xứng người. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã đọc bài và kể xong. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của chị Trần Đông. Dạ, chắc thời gian cũng còn nhiều cho nên là room còn hơi vắng. Dạ, mời chị Trần Đông. Sa thú cô tu nữ Tuệ Duyên, cô kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn cô cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 370. Pành chá trinh đề pành cha cha hề bành cha chú ta rí phà qua về bành cha sằng gà tí vù phít khú ô khá tìm nồ tí vút cha tí bành cha trình đề bành cha cha hề bành cha chú ta rí phà qua về bành cha sằng khà sằng gà tí vù phít khú ồ khá tình nồ ti vút chá tí bành chá trình đề
pan chát cha hề pan chát chút ta rí pha quá dê pan chát sang gà tí vô phí khú cô khá tin nô tí vô chát tí. Đoạn năm từ bỏ năm tu tập năm tối thượng tỷ kheo các năm rối xứng danh dược bọc luôn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pành chát trình đề, pành chát cha hề, pành chát chút ta rí, phà quá dề, pành chát sàn gà, tí vùn, phích khú, ồ khá tìm nồ, tí vút chát tí. Pành chát trình đề, pành chát cha hề, pành chát chút ta rí, phà quá dề, pành chát sàn gà, tí vùn, phích khú, ồ khá tìm nồn tí vút chát tí. Bành chá trìm đề, bành chá chá hề, bành chá chút ta rí, phà quá dề, bành chá sàng gàng tí vù phí khú, ồ khá tìm nồn tí vút chát tí. Tỳ kheo cắt đứt năm giây, vượt qua năm ải, bủa dây lối về. Tấn tu năm pháp bồ đề, giữ cơn lũ lớn, lòng dòng mê, xứng người. Phản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời huynh bác Thanh Á nha. Dạ, xa thu lành thầy, xích tặng đồng, Nam Mô Phúc Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ đại đức minh hành, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng chư đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 370. Pành cha chín đề, pành cha cha hê, pành cha chút ta ri pha vã ye, pành cha sang kha tì gô phi khu, ô kha tin nô tì vô cha tì. Bạn cha chín đề, bạn cha cha hê, bạn cha chút ta rì phá hoa dê, bạn cha sang khá tì gô phi khu, ô khá tín nô tì vô cha tì. Bạn cha chín đề, bạn cha cha hê, bạn cha chút ta rì phá hoa dê, bạn cha sang kha ti khô pi khô ô kha ti nô ti vô cha ti bạn cha chín đề bạn cha cha hê bạn cha chút ta ri phá hoa ye bạn cha sang kha ti khô pi khô ô kha ti nô ti vô cha ti bạn cha chín đề bạn cha cha hê bạn cha chút ta rì pha hoa ye bạn cha sang kha ti go pi khu ô kha ti no ti vô cha ti bạn cha chín đề bạn cha cha hê bạn cha chút ta rì pha hoa ye bạn cha sang kha ti go pi khu ô kha tín đô tí vũ cha tí. Đoạn năm từ bỏ năm tu tập năm tối thượng tỳ kheo cắt năm chói xứng danh vượt bọc lưu. Bản dịch của ngài Minh Châu. Tỳ kheo cắt đứt năm dây vượt qua năm ải bùa vây lối về. Tấn tu năm pháp bồ đề vượt cơn lũ lớn dòng mê xứng người. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thà Gia còn xin được. À, mến mời Sít Ta Cẩm Vân, Sít Lạc Lê Nguyên Tịnh giơ tay nha. À. Dạ, kính cảm ơn huynh Quá Thanh Á. Dạ, Nam Mô Phật Thà Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, dạ Nam Mô Sang Kha Gia. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng. Mến chào tất cả con kính hành lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, mến chào tất cả Phật tử.
Dạ con xin đọc câu pháp cú số 370. Bành chất trình đề bành chất chất thề bành chất cút ta rí và ba dề bành chất sành gà tí gồ bích cú ồ gắt tình nô tiếp mút chất tí. Đoạn 5, từ bỏ 5, tu tập 5 tối thượng, tỷ kheo các 5 trối, xứng danh vượt bột lưu. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tỷ kheo cắt đứt, cắt đứt 5 giây, vượt qua 5 ải, bủa vai lối về, tấn tu 5 pháp bồ đề, vượt cơn lũ lớn, dòng mê xứng người. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Yết Đức. Và con xin đọc kệ: Bành cha chín đen, bành cha cha hên, bành cha cuốt tăng rì phá hoa dê, bành cha sân ga tì gô binh khu, ô ga tin nô tì bụt cha tì. Bành cha chín đê, bành cha cha hên, bành cha cua tăng, tì bà bà quê dê, bành cha san ga, tì gô bình cú, ô ga tin nô, tì vút cha tìm. Bành cha chín đê, bành cha cha hên, bành cha cút ta ri pa ba ye, bành cha sân ga ti go bin khu, o ga tin no ti bun cha ti. Đoạn 5, từ bỏ 5, tu tập 5 tối thượng, tỷ kheo các 5 tối, xứng danh vượt bột lưu. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con tỳ kheo cắt đứt 5 giây, vượt qua 5 ải bổ vai lối về, tấn tu 5 pháp bồ đề, vượt cơn lũ lớn, dòng mê xứng người. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và mới mời chị Cẩm Vân ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con thành kính tri ân đạo tràng, cho biết âm thanh rõ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, con kính chào quý đạo hữu. Dạ con kính tri ân cô tu nữ Tệ Duyên, cô Rạng Đông, Xích Nhật Quỳnh, chú Quát Tháp Ná đã cho biết âm thanh rõ. Dạ hên quá, hôm nay nghe được. Giờ là mỗi lần con vào room, cái room này xong rồi con phải mở lên cái âm thanh của cái room này, rồi bắt đầu con phải lấy cái sợi dây nói á, con kéo ra còn cắm vô lại, phải có động tác đó thì mới nói được. Dạ con xin phép đọc câu Phật ngôn 370. Bành chá chinh đề, bành chá chá hề, bành chá bút ta ri phà quá dề, bành chá sàng gà tí cù biết khú ô khá tình nâu tí vút chá tí. Đoạn 5, từ bỏ 5, tu tập 5 tối thượng, tỷ kheo các 5 trối, xứng danh vượt bột lưu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tỳ kheo cắt đứt 5 giây, vượt qua 5 ải bộ vây lối về, tấn tu 5 pháp bồ đề, vượt cơn lũ lớn dòng mê xứng người của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin kệ: Bành cha chinh đê, bành cha cha hê, bành cha chút tí ri pa qua về,
Bình cha sang ga tì cô bí khu ô khá tinh nô tí vụt cha tì. Dạ con kính riêng được chàng, dạ con kính mời bác Cẩm Vân. Dạ con kính mời Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ Nam Mô Bụt Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sân Khà giá. Con kính hành lễ con Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 370. Bánh chá chín đê bánh chá chá hê bánh chá chút tá pa quá dê bánh chá sang ga tí vô bích khú ô ga tin nô tí vút chá tí bánh chá chín đê bánh chá chá hê bánh chá chút tá rí pa quá dê bánh chá sang ga tí vô bích khú ô ga tin nô tí vút chá tí bánh chá chín đê bánh chá chá hê bánh chá chút tá rí ba quá dê bánh chá sang gao tí vô bích khú ô gá tin nô tí vút chá tí. Đoạn năm từ bỏ năm tu tập năm tối thượng tỳ kheo cắt năm trói xứng danh vượt bậc lô. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tỳ kheo cắt đứt năm dây, vượt qua năm ải bủa quay lấy về. Tấn tu năm pháp bồ đề, vượt cơn lũ lớn dòng mê xuống người. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, muốn mời bàn tay kế tiếp. Dạ sa thủ, kính cảm ơn Cẩm Vân. Nam Mô Bụt Tha giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Và dạ, cảm ơn thích rằng đông của tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được ôn bài pháp cú kinh số 370. Cảm ơn Nguyên Pháp Thanh hát cho bài học. Bành cho trình đề, bành cho chắc hề, bành cho chút ta đi phà quá về, bành cho sành gà ti gơ quýt cú ơ cà tình nơ ti vút chắc ti. Bành cho trình đề, bành cho chắc hề, bành cho chút ta đi phà quá về, bành cho sành gà ti gơ quýt cú ơ cà tình nơ ti vút chắc ti. Đoạn năm từ bỏ năm tu tập năm tối thượng tỳ kheo cắt trăm trói xứng danh vượt bậc lưu. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bành cha chinh đê bành cha cha hê bành cha chút ta thì pha quá về bành cha sanh ra thì gô bích khu ở ga tinh nô tỳ vút cha tỳ bành cha chinh đê bành cha cha hê bành cha chút ta tỳ pha quá về bành cha sanh ra tỳ gô việt khu ở kha tinh nô tỳ vút cha tỳ. Bành cha chinh đê bành cha cha hê bành cha chút ta rì pha quá dê bành cha sanh ra tỳ gô bích khu ô kha tinh nô tỳ
Tỳ Bụt Cha Tỳ, tỳ kheo các đức năm giây vượt qua năm ái bộ bay về, tấn tu năm pháp bồ đề vượt cơn lũ lớn dòng mê xứng người. Và đây là bản hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh trình mà chưa thấy đại đức Tịnh Đạt online. Dạ, dạ kính chào người phương Nam và dạ, kính chào Hoa Sen. Giờ mới vào đạo tràng, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Tây Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Xích Rạng Đông Huynh Quát Tha Na Xích Tâm Phương cảm ơn đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới mà con chưa thấy được đại đức Tịnh Đạt online, mà con thấy thượng tọa Tệ Quyền vào đạo tràng rồi. Dạ, bây giờ cho phép con thỉnh pháp sư được không bạch thượng tọa Tệ Quyền và đạo tràng, có đồng ý không, hay là thỉnh mời một vị nữa lên kể tiếp? Và hôm nay thứ gia vị sa thú, và con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trò hoa đành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tới mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tệ Quyền từ bi quan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng biểu sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 371. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quát Tha Ná cho bài học. Và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui quá. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. À, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá, đời chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành tâm lên đến kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, trước khi để chúng tôi sẽ để bái tam bảo và vào thức nghĩa và vào giảng luôn. Xin tất cả chúng ta thành tâm để chúng tôi để bái tam bảo. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puthang Phakkawantang Apiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namma Sami Supatipanno Phakkawato Sāvaka Sangho Sangkhang Namma Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức tam bảo,
là Phật Bảo Pháp và Tăng Bảo Nguyên Nhờ Quyền Lực Tam Bảo Hằng Gia Hộ đến Chư Tôn Đức Tăng. Quý tôn nữ cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Tha Giá. À, giờ kinh bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay không có cô ấy mình, chắc hình như là cô Hoàng Nguyệt hay là cô hoặc sức nào có thể giúp chừng cho cái thích nghĩa dùm ạ. À, khi chúng tôi thích nghĩa quý vị ghi lên dùm. Hôm nay có cái điều khuyết khi không có cô ấy mình không ạ? À? Cô Hoàng Nguyệt hả? Dạ, và cô Như Quỳnh hả? Cảm ơn cô Như Quỳnh nhiều. Dạ, kính thưa quý vị, đây là một cái câu Pháp Cú số 371. Và câu này thì cái duyên sự rất là dài. Xin lỗi, một cái duyên sự mà nó bao gồm rất nhiều cái câu Pháp Cú khác. Đại chẳng hạn như chúng ta thấy, từ 368, 69, 71, 72, 73, 74, 75 và 76. Chung một duyên sự nhưng khác ý nghĩa. Bây giờ chúng tôi vẫn nói về cái duyên sự và cũng vẫn thích nghĩa. Hôm nay Đại Đức Tịnh Đạt bận việc rồi. Yeah. Thứ nhất, kênh từ Cha Giáp Phích Khúc Pa Ma, Bạc Cha Giáp Phích Khúc Ma Pa Ma Đô Ma Tê Ca Mắc Cụ Nê Pa Ma Su Chích Tăng Ma Lô Há Gụ Lăng Ghi Ly Ba Mắt Tô Ma Căn Đi Đúc Khám Mít Tăng Đúc Khám Mít Đăng Tí Đai Tí Đa Hayama Nô. Bây giờ trước nhất thì chúng ta sẽ thích nghĩa cái từ Cha Gia Phích Khú. Cha Gia Phích Khú. Cái này thì thật sự là nói gì chứ, từ Cha Gia, Cha Gia nó riêng và Phích Khú nó riêng. Từ chữ Cha, chữ Cha, Cha Gia này từ cái chữ, từ cái căn, từ cái căn mà cái căn gọi là chê hay là căn cha đó cũng được. Đây là động từ mà chúng ta gọi là tha động từ cũng được. Ở đây có nghĩa là cha giác. Nam mô mình tích tức là khuyến khích chút xíu chúng ta hãy tham thiền. Mà cái căn chê căn cha này có nghĩa là cái gì? Cái sự đè nén. Có nhớ là cái sự đè nén. À, cái sự áp chế phiền não. Ở đây dịch đơn giản cơ nghĩa chữ cha giá có nghĩa là hãy tham thiền. Còn chữ phích khú là vị tỳ kheo thì chúng ta nhớ rồi. Thì thứ nhất bây giờ cô đề cái chữ cha giá từ cái căn chê hay căn cha cũng được. Và nó thêm một cái, tất cả những cái tha động từ. Và nó ghép hai từ lại bảo chúng ta gọi là này phích khú, tức là tỷ khu hay là vị tỷ khu, phải tham thiền. Vị tỷ kheo, vị tỷ khu đó. Dạ đúng vậy đó. Căn chê nó có ch nữa. Dạ căn chê, chê chứ không phải chê gì. Cha, cha là chê, cha giá. Đó là cái lý thứ nhất. Cái câu thứ hai, ma pa ma đô. Đây là một bức biến từ. Bước biến từ ma, tức là không được hay là chớ có nên, chớ có làm, hay là không có làm như vậy. Đúng bước biến từ, đó bước biến từ thì nó không thay đổi. Còn ba ma đá là cái sự dễ vui. Và sự dễ vui đây chính là một ba ma đô, tức là một danh từ nam tính. Hay là người, hay hoặc là một hợp danh tính, danh động từ hay là danh tính từ. Nếu như ở đây nó là một cái đây gọi là danh động từ, cứ là người đừng có nên dễ vui hay là biến nhát cũng như thế đó. Đây là chữ pamado hay là ma pamado. Cái nghĩa thứ ba, ma tê Kamagune Hamasuchitang. Với một đoạn như vậy, vì chúng ta thích nghĩa ra Kama. Kama là danh từ, danh từ nam tính gọi là dục, hay là Kamo Kama đó. Tức là dục. Dục ở đây tức là dục của tham dục, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó. Là dục.
Còn cú nát cũng là danh từ nam tính. Cái chữ ma, ma nãy trên đang giải nghĩa rồi. Dạ, ma nãy trên đang giải nghĩa rồi. Cái chữ cú nát chúng ta gọi là ân đức, hay là chúng ta gọi là, ở đây nó thích nghĩa có nghĩa là cái thể loại hay là cái tính chất. Không phải lúc nào chúng ta cũng dịch cái chữ, cái chữ à, cái chữ cú nát, kama cú nát, tức là à, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch tức là dục công, cái gì ngũ dục công đức. Ngũ dục công đức thì nghe nó hơi rất là lạ, nhưng tức là ngũ dục công đức đó là chúng ta có cái phước để chúng ta hưởng được năm cái ngũ dục công đức đó, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Dạ, thì chúng ta bố thí thì chúng ta sẽ được hưởng những cái dục của cõi dục này là như vậy. Còn pháp má căn gọi là căn phân, có nghĩa là nó cộng cái động từ, nó cộng, cho nên đây tức là một cái khả năng từ, cái khả năng tính của nó đó, tức là nên hay là khuyến khích, nên tự mình cú ná. Đây ở đây dịch là loại hoặc là tính chất, hay chúng ta thường nghe tức là công đức á. Dạ, chúng ta nhớ được công đức cú ná tức là đức á. Còn chích tá đây tức là danh từ nó trung tính, đó chính là nói về tâm. Chích tăng á, chúng ta gọi chích tăng thì chia theo đó cách của từ trung tính thôi. Còn ma lô ha gu lăng ghi ly ba mắt tô, lô ha gu lăng cũng là một ghép từ, từ chữ lô ha cộng với gu lá. Lô ha là một danh từ trung tính, là nghĩa là sắc, là kim khí đó. Dạ, còn gu lá là một danh từ nam tính, có nghĩa là à, là một cái hòn hay cái viên. Gú lá nó khác, mà gí ly nó khác. À, gí ly ở đây tiếp nữa, gí ly à, gú lăng gí ly ba mắt tô, gí ly tức là từ căn gin. Một động từ của tha động từ nói rằng, mà nó thuộc về quá khứ phân từ, chúng ta gọi là quá khứ phân từ, tức là đã nuốt. Cái câu thứ tiếp tục là cái chữ bá mát tô, tức từ cái chữ bá cộng với căn mát cộng với tá, nó quá khứ phân từ, nó trở thành quá khứ phân từ, đúng như vậy. Quá khứ phân từ mà nam tính, gọi là đã, mà cái này thuộc về thụ tổng thể, cho nên đã bị sao lãng hay là dễ vui. Từ chữ bá mát tô có nghĩa là cái sự dễ vui, cái sự sao lãng, thì đây là đã bị sao lãng hay đã bị dễ vui, tức nói về cái sự thụ động thể đó như thế. Thì từ cái từ nó là từ cái tiếp đầu ngữ, cái chữ từ cái tiếp đầu ngữ bá, nó cộng với cái căn mát, ở đây có nghĩa nói việc hướng về, hay hoặc là chỉ nó sự nhấn mạnh của chính nó. Và cái chữ mát đây, cái căn mát đó, tức là từ cái chữ, quý vị nhớ người từ chữ tích đồ ngữ bá cộng với mát, và khi mà nó sanh thi gộp lại đó, nó xóa cái đề mới thành thêm cái chữ tá, là quý vị nói đến cái sự đam mê, tức là hướng về hay hoặc là nghiêng về cái sự đam mê dục. Ma canh đi đúc khăn ý tăng đi đây ha mano, đây ha giáp mano, đây giáp mano, đây ha mano. Đầu tiên thì cái chữ ma là chớ đừng, là chúng ta nhớ rồi,
chữ căn đi nó là từ cái chữ căn căn, có nghĩa nói đến cái sự từ than khóc, cái sự khổ sầu. Nó như là một cái danh động từ. Cái chữ đúc khác là danh từ trung tính, nó đến cái sự bức bách, cái sự khổ sầu ở trong tâm, tức là sự đau khổ. Ý đăng này là đại từ chỉ thị, mình cũng thuộc về trung tính, tức nói lên cái này. Và đây cái chữ dehamano, tức là từ cái chữ căn đã mà hai cái chữ đá, cái chữ đá nó tiếp nối thì cộng với giá, cộng với mana hiện tại phân từ, tức là trong khi bị đốt nóng, cái chữ đá mana có nghĩa là đốt nóng, mà kia là khi mà cộng với hiện tại phân từ anh tá và mana. Nếu quý vị học Pali, quý vị nhớ cái điều đó là biết liền, anh tá và mana. Thì lẽ ra chúng ta đọc cái này đọc nó không tiện, tức là đá hát mano, thì đây là đây hát mano, đây hát mano là hai cái chữ há và chữ đá, chứ mà trong kêu là cái động từ đó nó gặp nhau thì nó sẽ xóa đi, xóa hai từ đó, nó tăng và nó cộng giá nữa vào thì nó giữ cái chữ, chỉ cần giữ làm cái chữ giá thôi. Cho nên cộng giá mà cộng với mana như chúng tôi nói hiện tại phân từ anh tá và mana ở cuối cùng. Cho nên trong khi bị đốt nóng, và trong khi bị đốt nóng đau khổ, và ý đăng tức là nói đến một cái từ đại từ, và cái này hoặc là chỗ này hoặc là ở đây cũng vậy, cũng đâu đâu người ta cũng xác định cái đó là một chỉ định từ. Dạ, thì đó chính là cái ý nghĩa của cái thích nghĩa cho cái câu Phật cú này. Và vì vậy cho nên gọi là tỷ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, chớ đắm say, chớ tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Đó là bộ phổ dịch, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Bộ Hòa Thượng với Đức dịch rằng hỡi tỳ kheo hãy tham thiền, buông lung dục lạc, phải nên dè chừng nốt, nếu nốt cục sắc đỏ hừng bị thiêu đốt, nhớ đừng khổ than. Thì kính thưa quý vị, là một duyên sự mà gồm nhiều câu pháp cú ở đó, để nói cho chúng ta thấy được một cái điều nó quan trọng vô cùng to lớn. Chỉ có một duyên sự thôi mà nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 câu pháp cú là chúng ta biết rất là quan trọng rồi. Khi Đức Phật Ngài trú tại Kỳ Viên, cái này liên quan đến đảng cướp mà đã đi tu, khi Đức Thế Tôn Ngài dạy những người đang ở Kỳ Viên nói liên quan đến nhóm tỳ kheo, khi mà Ngài Mahakacayana ngủ ở cái núi gần thành phố gọi là Kurukhara ở nước Avanti, có một Phật tử mà tên là Sona Kutikana, sau khi thấm nhuần chân lý do cái Ngài giảng dạy, Ngài bèn xin xuất gia và hai lần bị từ chối. Thì Sona này thật là một người có cái tâm, và đã nói rằng hãy này Sona, đời sống tịnh hạnh, đời sống phải ẩn cư ẩm thực rất khó khăn và có sự đơn độc, liệu con sẽ không có đủ cái khả năng. Nhưng Sona quyết chí xuất gia nên xin đến lần thứ ba và được phép gia nhập tăng đoàn, vì chư tăng ở miền Nam rất là hiếm, và thầy ở lại đó để làm năm cái bổn phận của một người tăng sĩ, và sau đó xin phép thầy đến Kỳ Viên để gặp Phật với cái ước mong gặp Đức Thế Tôn và được sư phụ cho phép và kèm theo lời dặn dò. Đến khi đi đến đảnh lễ Phật ở Kỳ Viên được Đức Phật đón tiếp,
thân mật và cho phép đi vào cái hương thất của Ngài một mình. Thì Số Ná đi kinh hành ngoài trời suốt đêm, đến gần sáng mới vào hương thất nằm nghỉ một chút. Khi bình minh đến thì Đức Phật bảo thì hãy tụng kinh, cái bài kinh mà 16 đoạn. Thì đọc xong á, thì Đức Phật Ngài rất quan hỷ. Khi Ngài đọc xong á, và khen ngợi, hay thay, thì cái lời tán dương của Đức Phật làm cho các chư thiên, các tầng trời và các cái loài rồng dạ so, tất cả cả cõi phạm thiên đều ca ngợi vang rền như vậy đó. Lúc ấy thì mẹ Ngài ở cái Anh Bất Tí cách đấy 120 dặm, xin lỗi, có vị thần cư ngụ trong nhà khen nhiệt liệt. Bà thấy và hỏi: ai đang ca tụng cái gì vậy? Và tôi thưa đây, thưa chị, ông là ai? Tôi là một vị thần cư ngụ trong nhà chị đây. Từ trước tới giờ chẳng nghe ông nói một ca ngợi gì hết. Sao hôm nay ông làm gì mà ông nói? Tôi cũng giật mình. Không phải tôi ca ngợi mà chị đâu, mà tôi ca ngợi. Vậy ông ca ngợi? Tôi ca ngợi cái trưởng lão của Tích Canh Ná Sô Ná, con của chị đó. Con của tôi làm được gì? Hôm nay tôn giả được vào hương thất của Đức Phật và tụng kinh cho Phật nghe và được Ngài hài lòng và khen ngợi. Do đó tôi cũng khen ngợi chư thiên các tầng trời, từ cõi Ta Bà đến cõi Phạm Thiên, từ cõi dục cho tới cõi Phạm Thiên, nghe lời khen ngợi tối thắng của tối thắng cũng ca ngợi tôn giả. Này, có thật ông nói rằng con tôi đọc kinh cho Đức Thế Tôn hay Đức Thế Tôn đọc kinh cho con tôi nghe? Con của chị đọc cho Đức Thế Tôn nghe đó chứ. Vị thần nói thế, bà cảm thấy tâm rất là hoan hỷ, nghĩ thầm: nếu con ta đọc kinh cho Đức Phật nghe tại hương thất của Ngài, chắc chắn rằng khi về ta sẽ nhờ con ta đọc cho ta nghe được, cho ta nghe. Khi nào con ta trở về, con ta sẽ yêu cầu ta được để tôi được nghe giáo lý. Thì khi Đức Phật khen ngợi trưởng lão Sô Ná, nghĩ thầm đây chính là lúc mình bạch lên Đức Phật cái lời mà thầy đã dặn dò. Tôn giả bèn thỉnh cầu Đức Phật cho năm ân huệ. Điều đầu tiên là xin gia nhập nhóm năm thầy tỳ kheo đang ẩn cư trong rừng. Trong nhóm năm này có một vị thầy thông rành luật tạng, là tôn giả, lưu lại Đức Thế Tôn, rồi tôn giả lưu lại Đức Thế Tôn ở Bích Nga ít ngày rồi bái biệt và trở về Kỳ Viên với thầy Tế Độ. Và ngày hôm sau tôn giả đi khất thực, đi đến trước nhà của thân mẫu mình, thấy con, bà hết sức vui mừng, hỏi han và chăm sóc và nói: này con, nghe đâu con được vào hương thất của Đức Phật một mình và đọc kinh cho Ngài nghe, có phải không? Thưa tín nữ, ai nói việc ấy? Con à, vị thần cư ngụ trong nhà của ta lớn tiếng khen ngợi. Mẹ bèn hỏi: ai khen ngợi đó? Thần trả lời: thần bảo mẹ như vậy. Sau khi nghe thần nói như vậy, nếu con ta đã đọc kinh cho Đức Thế Tôn nghe thì sẽ đọc cho ta nghe. Con à, con đã đọc cho Đức Thế Tôn nghe thì con cho mẹ nghe được không? Vào ngày ấy tháng ấy, mẹ hãy chuẩn bị mọi thứ. Và tôn giả Sô Ná này chấp nhận và bảo mẹ vào ngày chuẩn bị vào một ngày đó. Mẹ hãy chuẩn bị mọi thứ và con sẽ đọc cho mẹ nghe và thuyết pháp cho mẹ nghe. Thì thầy nhận lời, sau đó bà cúng dường chư tăng và cho xây cất một cái pháp đường rộng lớn, đem cả cha quyến nghe tôn giả Sô Ná thuyết pháp, chỉ chừa là một người tới gái trong nhà. Lúc ấy không đảng cướp chín trăm tên luôn luôn tìm cách vào nhà bà, nhưng thật khó vào, vì toàn thể nhà bà nó xây 7 lớp bao bọc, mỗi lớp đều có chó giữ canh chừng. Những cái đường mương á, nước vẫn đều đổ đầy trì. Ban ngày thì chúng chảy ra cái chất sền sệt, ban đêm thì chúng đông cứng lại. Gần các mương đó đều đóng từng hàng cọc sắt kiên cố, do đó khó có trộm cướp nhà. Nhưng vào cái ngày đặc biệt đó,
biết bà đi nghe pháp, chúng đào một con đường xuyên qua một đường địa đạo xuyên qua cái đường mương bằng chì và bằng cọc sắt đó vào tận nhà. Chúng để tên canh coi như là chúa đảng canh chừng nữ chủ và bàn bạc, và nếu thấy bà trở về khi đó tên cướp có thể giết chết bà lập tức. Rồi tất cả bắt đầu làm việc, và hắn đi đến gần cái giảng đường, đi đến gần cái giảng đường đó để canh chừng. Thì bà đứng canh gần bà chủ đó, khi nào bà chủ quay về thì sẽ giết chết. Còn bọn cướp đã vào được nhà rồi đó, rồi thắp đèn sáng lên, mở từ cái kho tiền đồng. Thì người tớ gái thấy đã mở cái kho như vậy đến báo tin. Thưa phu nhân, bọn cướp đã mở cái kho tiền đồng rồi, còn thì kệ chúng. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy, ta nghe pháp đừng làm đổn ta, hãy về đi. Khi bọn cướp hốt sạch cái tiền đồng của chúng bèn qua cái kho tiền bạc, thì người này tới này cũng chạy báo tin, thì cũng được nghe bà nói thôi kệ, cứ cho chúng hốt hết đi. Con đừng có làm phiền, để ta nghe giảng pháp. Thì lần thứ ba cũng vậy. Con làm ta bận rộn hai lần rồi, ta bảo cứ để cho bọn cướp bóng ma đi, ta nghe pháp đừng có làm ồn. Nếu như con báo nữa thì ta phạt con đó. Thì tên cầm đầu nãy giờ ở cạnh bà nghe thấy vậy bèn nghĩ, nếu chúng ta lấy tài sản của một người như vậy thì trời đất không tha ta đâu, nhất là Đức Trời để thích thì đánh ta bể đầu. Và hắn đèn suy nghĩ như vậy, và hắn ta hối hận và trở về ra lệnh cho tất cả đồng bọn trả lại tất cả tài sản cho bọn cướp, chỉ để cái đồng bọn cướp để lại tiền đồng, tiền bạc đầy kho như cũ. Và người ta nói rằng người nào sống chân thật thì chính cái sự chân thật ấy được bảo vệ thật chí lý. Bậc tối thắng từng nói như vậy: chân thật che chở người ngay, người chân thật sống ngày ngày đều vui, người ngay sẽ được lợi thôi, khổ đau phiền não chẳng lôi bao giờ. Bọn cướp bèn kéo đến giảng đường nghe pháp, đến sáng tôn giả mới chấm dứt thời thuyết pháp và bước xuống tòa. Lúc ấy tên đầu đảng quỳ xuống chân của bà Phật tử mẹ của tôn giả: xin phu nhân tha cho chúng tôi, chuyện gì vậy? Tôi đã ghét bà và tôi đứng gần với ý định giết bà, nhưng không sao. Tôi tính ghét giết bà nhưng tôi không thể làm được. Bắt đầu bà mới nói: không sao, tôi tha thứ cho. Tất cả đồng bọn đều bày tỏ sự ăn năn và mong bà tha thứ, và bà đều tha thứ. Và họ thưa: thưa phu nhân, như tôi được vào tăng đoàn của vị giảng sư con trai của bà. Bà bèn bảo vị giảng sư này: con, những vị hảo hán này cảm động vì lòng tử tế của mẹ và bài thuyết giảng của con, muốn gia nhập tăng đoàn, con hãy độ họ. Rất tốt, vị giảng sư cho cất hết những chiếc váy mà chúng mặc bên trong và còn áo bên ngoài thì nhuộm vàng đất, rồi truyền giới cho chúng. Khi bọn chúng đã hoàn tất nhiệm vụ trở thành một tăng đoàn trong giáo hội thì mỗi người đều được ngài giao cho một đề mục quán 900 thầy. 900 thầy Sa Môn nhận được 900 đề mục lên cái núi và mỗi người ngồi dưới một cây thiền định. Lúc đó Đức Thế Tôn ở tại pháp đường Trì Viên cách đó 120 dặm quán sát thấy thầy để chọn bài pháp thích hợp. Căn cơ ngài đến đứng trước các thầy và nói: tỷ kheo trú từ bi tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Tỷ kheo tác thuyền này thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng niết bàn. Đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỷ kheo vượt tham ái, xứng danh vượt bậc lưu. Tỷ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng vật, chớ tấm đắm say dục vọng phóng vật, nuốt sắc nóng bị đốt nóng than thở. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Người luôn luôn chánh niệm, sự sân diệt các quẩn, được quan hỷ hơn quan, chỉ bậc bất tự biết.
Đây là tỳ kheo có trí, tu tập pháp căn bản hộ căn, biết vừa đủ, giữ gìn căn bản giới, thường gần gũi bạn lành, sống tinh cần thanh tịnh, giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt sầu khổ đau. Thì đó chính là Đức Phật Ngài đã tán thán và Ngài đã nói lên câu kệ như vậy. Thì ở đây kính thưa quý vị, giải thích cái câu kệ gọi là tỷ kheo hãy tu thiền. Đây là một điều chắc chắn rồi. Nó có nhiều cách tu thiền. Câu đầu, hỡi tỷ kheo hãy tham thiền. Hay là các tỷ kheo hãy tu thiền. Nó như là một cái sự khuyến khích, hay là cái một cái, ở đây kêu là cái động thể động từ mà lên cách đó. Cái từ nó phải khuyến khích, hay là cái như là hãy sai khiến, hãy tự mình, hãy cố gắng tự mình hãy tu thiền. Bởi vì chỉ khi nào mà có cái sự tu thiền thì tâm nó an vui, tâm nó không có bị phiền não, bị dục vọng nó chi phối, nó xâm nhập. Mà thiền ở đây tức là thiền vipassana hay là thiền samatha, tức là thiền chỉ hoặc là thiền quán. Ở đây kêu là tham thiền thôi. Thì tu bằng cách, tức là chúng ta đừng có nghĩ chữ thiền thì áp chế đè nén phiền não, thì cách nào chúng ta cũng tu, chứ đừng có nghĩ thí dụ tôi ngồi hãy ngồi thiền. Ở đây cũng là một điều mà chúng ta nhớ, nó có bốn cách: đi, đứng, nằm, ngồi. Làm sao mà tâm chúng ta không bị phóng dật, làm sao tâm chúng ta có cái sự ly tham, tâm chúng ta có sự từ bỏ, tâm chúng ta đè nén và áp chế phiền não, khuyến khích vị tỳ kheo tu thiền là như thế. Và chớ có buông luôn phóng dật. Câu này chúng ta nghe quen rồi. Phóng dật á là tự giết chết mình. Không phóng dật không chết, người phóng dật như đã chết. Thì nếu như tâm của chúng ta phóng dật, tâm chúng ta an trú trong niệm, thì nó chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chạy theo cảnh trần, chạy theo cảnh trần, thì mới làm những cái điều tâm nó trở nên bực bội, nó trở nên tâm tham tật kiến cái mạng sân tật lẫn hối vô tạp vô quý phóng dật vân vân. Nó đi nguyên một cái chủng bất thiện. Cái sở tâm bất thiện này nó phối hợp khi mà tâm của chúng ta, nếu như chúng ta không có chánh niệm, không có chánh định. Tâm của chúng ta có chánh niệm, chánh định, đó chính là một thiện tâm. Một thiện tâm ở đây tức là ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, không cho sanh, những ác pháp đã sanh chúng ta đoạn trừ nó, hoặc là những thiện pháp chưa sanh nó sẽ sanh khởi, những thiện pháp đã sanh chúng ta vun bồi và tạo giữ. Đây là cái điều đặc biệt. Khi con người có cái thiền, hay con người có cái sự thực nghiệm, có sự tu quán, con người biết cái sự buông bỏ, không có đeo níu, không có dính mắc, không có bị ấp ấp, thì con người đó là con người tu tập một cách tốt đẹp, một cách vững chắc ở trong cuộc đời này. Thì nếu như tâm của chúng ta sơ hở, ở đây Đức Phật Ngài khuyên các thầy tỳ kheo, và cũng nói chung cho tất cả luôn, chứ không phải nói với các thầy tỳ kheo, một lúc nào đó tâm của chúng ta cứ khởi sanh lên tâm thiện là thiện, là thiện tâm thì nó quả thiện, khởi sanh lên tâm ác, tâm bất thiện thì quả bất thiện. Mà khuyên trực tiếp đó các thầy tỳ kheo thì Ngài nói như vậy, chúng ta phải nhớ như vậy. Có nghĩa là cái sự tu tập này nó dành cho tất cả, chứ không phải là chỉ cho cái người tu. Nhưng Đức Phật Ngài đối diện với các thầy tỳ kheo thì Ngài giải ra cái lời đó, chúng ta phải nhớ như vậy. Chứ không phải cái sự tu thiền chỉ là các thầy tỳ kheo, tất cả đại chúng, đại chúng, bốn chúng. Thì luôn luôn kêu gọi chúng ta phải có một cái gì, phải có một cái sự cố gắng, không có bị buông lung, không có bị dục lạc nó chi phối. Khi mà tâm, quý vị nhớ đi, khi tâm mà làm sao khi chúng ta đi đứng nằm ngồi gì mà tâm của chúng ta nó khởi lên cái sự sân tật lẫn hối, tâm của chúng ta nó khởi lên tham ái, tham tật kiến ngã mạn, khởi lên sân tật lẫn hối vô tạp quý phóng dật, thì kính thưa quý vị,
Thì ngay khi đó là chúng ta biết đã pháp ngự trị, tức là tham hay sân si đã có trong lòng chúng ta, là đó chính là trả quả bất thiện. Bởi vì dầu cho hành động thiện, hành động ác mà chúng sinh suy nghĩ và tạo tác, nó đều để lại cái quả dị tục. Bởi cho nên Pháp Quốc Kinh câu đầu, câu thứ nhất, câu thứ hai, đầu tiên đã khai mở, đã dạy rằng phẩm của tâm á, chắc căn hoa hoa hà tô ba đăng như bóng không rời hình khi mà tâm ác. Xin lỗi. Tức là như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Tức là khi chúng ta làm ác bằng thân, bằng khẩu và bằng ý. Cha gia hoa hoa hà tô ba đăng, tức là khi chúng ta làm những cái việc lành bằng thân, khẩu, ý này thì như bóng không rời hình. Nó theo sát như vậy. Thì nếu như tâm của chúng ta mà khởi sinh tâm bất thiện, kính thưa quý vị, tâm của chúng ta khởi sinh tâm bất thiện thì là quả bất thiện. Tức là tâm ý dẫn đầu các pháp, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác. Nếu nói hay hành động ác, thì ở đây vị tỳ kheo nếu như không tham thiền mà buông luôn chạy theo phóng vật hay chạy theo dục vọng, chạy theo dục lạc, mà không có canh phòng, không có tu tập, không có thu túc, không có tu túc, không có động trừ, thì chắc chắn rằng phải đau khổ. Để cho ác pháp nó xâm nhập trong tâm của mình, thì khi ác pháp nó xâm nhập, tức là tâm bất thiện khởi sanh, thì quả bất thiện nó sẽ sanh. Mà chúng ta biết là Phật dạy đó, chắc căn vô qua hà tô ba đăng như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Ngày xưa ta không có xài động cơ, người ta xưa ta xài vật kéo, là trâu bò ngựa đồ nó kéo xe. Thì kính thưa quý vị, thì nó lăn theo thế cái con bò, cái bánh xe lăn theo con bò, hành động ác nó là như thế. Còn cũng vậy, hành động thiện thì như bóng không rời hình. Chúng ta không nói ác, chúng ta không làm ác, nhưng chúng ta suy nghĩ ác cũng là quả dị thục nhé. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng con người mình tốt, mình không chửi mắng người ta, mình không có đánh đập, trộm cắp, gian dâm với người, mình là con người tốt, rồi mình không nói dối hay là nói hay rửa nó đâm thọc, nhưng ý của chúng ta tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì đó chính là bất thiện tâm khởi sanh lên. Chính như vậy đó. Mà bất thiện tâm khởi sanh lên trong người nào thì thời quả bất thiện sẽ khởi sanh trong người đó, phải chăng đúng như vậy? Thì cái quả gì thuộc cũng chúng ta tạo từ kiếp thứ ba đổ đi, nó sẽ đổ. Hoặc kiếp thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tám, chín, mười gì đó vân vân, nó sẽ đổ. Và ngược lại, thiện tâm của chúng ta khởi lên thì cũng vậy, nó cũng kiếp thứ ba đổ đi, cái hậu báo nghiệp nó sẽ đổ sanh về. Khó có một người nào mà làm việc mà có thể là quả sanh nhãn tiền, có thể là hiện tại coi như là cái phước mà nó trổ, cái quả nó trổ ngay cái hiện tiền. Thì một, tức là chúng ta làm cái việc cực ác, hay chúng ta làm cái việc phước báo thật sự to lớn và khó làm. Thì đây, chớ đắm sai dục. Ở đây dục đó tức là nói đến cái gì? Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Sắc thinh khí bị xúc pháp, ngũ trần. Mà nếu như tỳ kheo đắm nhiễm ở một con người tu mà đắm nhiễm ở trong cái dục đó thì hết sức là nguy hiểm. Bởi vì cái quả nó trổ, Đức Phật ngài ví dụ như là một cái cục sắt nóng, nuốt một cục sắt nóng đỏ hừng hay bị thiêu đốt ở cái cõi địa ngục thì đừng có than trách. Câu Pháp Cú, chúng ta cũng nhớ câu Pháp Cú, cũng có câu Pháp Cú thôi đó. Khi việc ác mình làm mà mình chưa thấy, nhưng việc ác khi nó thấy thì lúc như con cá nó đang tăng trên bờ có khổ, khóc sầu thở than, thì nó chỉ là cái sự đau khổ đó,
đó, nó vẫn hiện về. Ở đây, trên con người của chúng ta đó, chúng ta luôn luôn nghĩ cái thô, cái phần thô, hay sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, sắc thinh khí bị xúc pháp này mà tâm của chúng ta đắm nhiễm. Một con người nhiều khi đam mê cái này, đam mê cái kia, cái tâm khởi sanh lên ác, sân hận, bực tức, oán hờn, mưu toan, tìm cách này cách nọ, đó chính là xây dựng trên trên ác pháp. Cũng chạy theo cái gì? Chạy theo cái buông trại, chạy theo cái nô lệ cho cái tâm của mình. Mình sân, mình hận, mình ghét người đó, mình bực tức người đó, đây cũng là một điều nguy hiểm, chứ không phải là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, bị ngon, xúc lạc, chúng ta đắm mê cái đó. Nhưng khi chúng ta, tâm của chúng ta mang một cái nỗi hận, hoặc là tâm chúng ta chấp đê một cái điều rất sai lầm, chấp ngã, chấp ta, đó cũng là một điều mà chúng ta đau khổ nhiều lắm. Chứ không phải là bây giờ mình tu, mình không có bị thí dụ như trực tiếp hay là gián tiếp gì đó cũng sẽ tác thành nghiệp theo cái quả, theo cái tâm, theo cái động lực của tâm tạo. Có nhiều khi một số người tu tập có nhiều cái ý niệm tốt, đó là cái điều tốt, nhưng chúng ta phải nhớ rằng không phải chúng ta cứ chúng ta ngồi chúng ta tu như vậy, nhưng thật sự tâm của chúng ta có cái gì, có tốt hay không. Có một số một người miệng Nam Mô mà chúng ta biết bụng một bồ giáo găm, nói ở đây có nghĩa là người ta bằng cái hình thức, nhưng cái tâm người ta không tu. Bằng hình thức chúng ta thấy trang nghiêm, đoan trang, nhẹ nhàng, từ tốn, oai nghi, nhưng sự thật đó là chỉ đánh đồng thôi, đó chỉ là che giấu thôi, đây là cái điều không đúng. Một con người tu là một con người không có chấp hữu, không có chấp dục, không có chấp hữu, không có chạy theo dục lạc, mà cũng không có chấp hữu, chấp ngã, không có cái lòng sân hận, bực tức, không bằng cái sự si mê, không bằng một cái bị cái sự si mê nó che khuất, bằng cái lòng sân hận, bực tức nó che, và không có bị cái tham ái, bị cái dục nó chi phối, tức là tâm của chúng ta không có bị lay động, không có bị lay động. Mà câu cấp pháp của kinh rất là hay, mà nếu như thọ dụng hoặc là ăn uống ngủ nghỉ gì cũng phải nhớ là tha nó và sinh vì ha ran tăng tính rí giê xu và sa bu tăng phu chân mi a mắt tay nhung cú si tăng hi a vi ri văn. Ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp hậu các căn, ăn uống sinh hoạt có tiết độ, biến nhát không có tinh cần, thì ma sẽ uy hiếp kẻ ấy như kẻ yếu trước gió. Và cũng như vậy, nếu ai sống quán bất tịnh mà đã khéo nhiếp hậu các căn, ăn uống có tiết độ, không có biến nhát, mà chuyên tinh cần, không có biến nhát, thì ma không thể uy hiếp kẻ đó như núi đá trước gió. Như núi đá trước gió, dầu cho có bão táp không ba như thế nào cũng sẽ không lay động được. Thì cũng vậy, ma ở đây chính là phiền não dục, tức là sự buông lung chạy theo nô lệ và tham ái cho tâm của mình, nó xuất hiện, đó là ma. Ma có phiền não, ma ra nói về cái phiền não của tâm. Và ma ra phiền não của tâm đó, nó mới tạo ra nhiều cái điều, sản sinh đến những cái niềm đau nỗi khổ cho chính ta và người khác. Và chúng ta làm việc ác, chúng ta nhớ bất cứ một việc ác nào nó cũng để lại cái quả dị thục đó. Quả dị thục đó chính là địa ngục bạc sanh, Atula ngạ quỷ, sanh về các cảnh giới đau khổ. Mà sanh về các cảnh giới đau khổ thì lúc đó có khóc than, có bị cái sự khổ sầu của trả quả nghiệp, thì cũng đừng có khóc sầu thở than ở trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, để thực hiện là một cái điều tu tốt đẹp, nó rất là đặc biệt, mà nó cũng rất là
rất là tuyệt vời. Nó khó tu lắm, chứ phải nói chuyện dễ. Dầu cho ở bất cứ hình thái nào cũng vậy, nhưng chúng ta nhớ, chúng ta tập biết buông bỏ, tập biết ly dục một phần, tập biết buông bỏ, tập cho tâm mình đừng có sân, đừng có sân hận nhiều, tập cho tâm mình nó nhẹ nhàng, nó có cái từ tâm, nó có bi tâm, nó hỷ tâm, tức là không có sân hận, hỷ tâm nó sinh lên, và nó có cái xả tâm để biết buông bỏ, không có bị dính mắc, không có bị đeo mang trong cuộc đời. Chúng ta sống ở trong cõi dục, nhưng chúng ta biết vừa chừng, biết vừa phải, biết thiểu dục. Chứ còn nếu như chạy theo cái lòng tham của con người, cái lòng tham nó vô đáy, nó không đáy, chạy từ đời này sang đời nọ, chạy từ chỗ này sang chỗ kia, tất cả đều đau khổ, đều sản sinh ra những điều đau khổ. Cho nên vì vậy, là một người tu tập, là một người hiểu biết, chúng ta phải nhớ, chúng ta phải biết quân tu thôi thì chúng ta bỏ bớt được một phần nào là bớt phần đó. Tâm của chúng ta không có biết kiềm chế, biết thu thúc, biết giữ gìn thì đỡ sẽ đau khổ. Phải nhớ tâm bớt nóng, bớt giận, bớt tham, chịu khó xem kinh, đọc sách, nghe pháp, tu thiền thì chúng ta sẽ được tỉnh trí, tâm chúng ta được sáng, tâm chúng ta được tốt. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đây là cái ý nghĩa và duyên sự của câu Phật cú số 371 là như vậy. Mình xin có đôi lời thích nghĩa và giải thích giảng thuyết qua cái câu kinh Phật cú mà Đức Phật đã dạy cho các thầy tỳ kheo là như vậy. Kính hãy chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời, xin kính dân Phật phổ lành ở Đức Trời Đệ Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, tại chùa Bổ Đức, xin các ngài quan hỷ tùy hỷ phật phước, và cũng như xin hướng nguyện với các vị chân linh, chí linh, giác linh ở tại hai chùa xin an vui, xin hai tánh quá tiếp tục tu tập, và cũng xin giao phó dân phật phước này đến các bậc thầy tổ, nhất là sư trưởng cùng với thượng tổ pháp tính, mong cho tất cả đều được an lành nơi cảnh giới tái sinh, mong cho tất cả chúng sinh đều được an lành, được tánh quá trong phật pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sinh Khai Giá. Alo, Sít Cẩm Vân có chiếc máy không vậy? Sít Cẩm Vân đây. Dạ, cảm ơn Sít Hoa Nguyệt, Sít Tràng Đông cho Phan để biết. Dạ, kính mời Sít cô Cẩm Vân nha. Dạ, sa tú xin lỗi. Sít, cảm ơn Sít Cẩm Vân mới vừa chạy vô. Dạ. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đính sư. Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa buddha na pha vena sada sati pavan tu che Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa dhamma na pha vena sada sati pavan tu che Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa sangha na pha vena sada sati pavan tu che Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thần đường đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn,
cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ne thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca rôn tê thao vi ha ra măng đa lê thê ra chát ma thê ra cha mát cha na hoa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta ba quan tu tê cha lam bu cha ye pi cha an đa tham ba hoa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua răng pa ti cha tê sa pe pi đúc kha sa kha rôn tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang cô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khan tu sắc thẩm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô vút thêm sâm bà hú nê ya ma thầm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 10